Vâng, sau khi rửa sạch thì các em nào đây các bạn? Nó tưởng quá. Đây, bây giờ phải cho các em tắm rượu chưa cả? Tắm rượu thì nó ăn rượu trong. Em không uống rượu thì em say à? Không gì, phải tắm sạch đã, đấy. Say đấy. Tắm rượu. Ôi, cho nó quắt thô lu như này này. Mà say rượu ấy. Say rượu anh ạ. Đây là nước mắm. Chẳng biết được, thấy ở trên mạng nó cho nước mắm và mới cho á ớt thì mình cũng thế. Say rượu rồi, mê ngủi. Rồi, rửa từng con cho vào đây. Trong trồng cái này ăn à? Đấy, cho nó vào đấy, cho nó bơi. Thế thì anh phải làm nhiều rồi chứ. Sao nó không ngọt ngoại nữa này? Sao anh không cho nhiều nước mắm vào? Ui, lại ngầm nước. À đấy, bắt đầu ngọt. Phê sao? Ê, rượu nó dính đấy ấy. Dính rượu nó phơi ấy, ra đây nó nghe ngồi mà. Phê rượu. Cho ra đây mà dám nghe ngồi. Ở trong rượu này nó không nghe ngồi nhỉ. Ui trời, trông nó kích thích nhỉ. Nhìn nó tởm vãi. Nhìn cái con này thơm thơm này nhìn nó tởm ấy. Con trắng này nhìn đỡ ấy. Cameroon. Cả họ nhà nó điên. Nhìn chán nhỉ. Kiểu rời rúc. Bỏ bát rượu ra. Nếu anh uống hết rượu ấy. Kiểu. Thế là anh vắt chanh nữa cho nó cái đi rồi chín. Không có chanh. Em thấy nó vừa vàng vàng ấy. Đầu nó tôi phù. Nhìn giống con sông xanh nhỉ. À, nó giống cái con trong mấy phim. Con sâu đất nó cứ tùm thì sẽ rất lên bay lên. Rất giống cái con ở ngoài ruộng chỗ mình các bạn. Nó như kiểu con sâu đất. Mốc mả hay có anh ạ. Anh ăn đi, anh thử á. Mày thử đi. Tao sẽ ăn nhưng mà tao sợ dị ứng kia. Mày thử trước. Thế anh thử trước coi. Không, mày phải thử trước. Anh ai thử biết trước. Là mày hay ăn giống côn trùng này mà. Đây, đây ta cho mày con về ghế nhá. Đây, con này trắng. Ghế trắng. Em tự chọn con trắng rồi. Nè. Mày ăn trước đi. Không, mày ăn trước đi. Cầm cái đầu nó ấy, xong ta thấy bọn nó cầm đầu để thả cắn. Cắn đầu. Điên để cắn đầu. Em ăn ong toàn ăn cầu rồi. Điên là đầu nó tần sừng ăn cái gì. Đấy, cầm cái đầu đó, thế. Nè. Ờ, đấy. Yeah. Rồi. Anh biết gì em thấy gì em cho hả? Đấy. Thử gọi lại con khác đi. Anh thử đi. Thử lại con khác đi. Nó ra nhợt nhợt. Dài dài á. Hả? Lắm dịch lắm. Lắm dịch là sao? Không biết, như kiểu mủ ấy. Dọa là. Thử đây. Ừ. Ta phải dám cầm nó ấy. Sao người ta thích cầm nó này nhỉ? Thế mà gọi là đặc sản á. Ôi, anh ăn thử vậy. Không, chắc lúc nãy mày ăn dính con đực ấy, mày ăn con cái to. Không, con cái lắm. Mày thử. Ờ, thế lúc nãy con cái đấy, đấy mày ăn con đực đi, bé bé. Không. Thử miếng nữa. Anh thử đi. Mày thử một con nữa rồi tao ăn thử. Anh ăn đi, anh ăn. Nào. Em ơi. Ăn thử rồi. Hả? Hay giả nướng lên đi. Ăn nó nheo lắm. Nheo là sao? Nhợt nhợt chứ. Nhợt nhợt. Con cắn cái da nó như dai dai nhợt 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 nhợt. Trông như kiểu cắn mũ ấy. Vì giống cất mũi. Ui. Trời ơi. Ui. 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 Ui.
Nhợi à? Béo à? Anh sao thế? Tôi chọn một con trắng đó. Anh thử ấy, anh khỏe mà. Anh còn cười chân được thì đâu mùa đông. Tao thấy nó ở trong nó ngậy kỳ nước. Chuyện gì cười gì? Hả? Anh này. Đây em cầm cho mẹ mẹ này. Từ từ thì tao phải... Từ tao phải làm hơi bia đã. Lấy... Lấy can đảm đã. Tao phải nổi ra gà. Tưởng giống con giỏi lắm. Mẹ ta đang ta đang định ăn. Mày nhắc cho tao nhìn. Nhìn thấy tao lại tao càng thực kinh. Anh đi không chỉ là con này mắt to này. Anh đi. Chập chặt rồi, chập chặt rồi. Mày ăn đúng một con. Hai thằng ngoan, hai thằng ngoan. Hả? Hai thằng ngoan. Một, hai, ba. Anh mày ăn đi. Mày định lừa tao à? Hả? Phí rồi rồi. Rửa tao. Đây, bát rượu đây. Đấy. Anh ăn đi. Em ăn một con rồi. Anh thử xem. Để tao suy nghĩ đã. Tao mày vừa nhắc anh... giỏi tao tự cãi. Tao nhìn thấy cãi kinh. Kinh gì? Anh ơi, con vàng vàng này nhìn tây đen này. Hả? Vàng vàng. Bây giờ mày ăn con này tao cho mày 20. Không, 50. 50 á? À? Chơi. Tiền không? Từ từ, tao lấy tiền. Anh đi à. Lấy đi. Hả? À. Nhá. Ừ. Lấy, xuống dưới lấy. 50 á? 20 thôi. 20 một con. Ừ, được, được, 20 một con nhá. 30. Đợi tí. Về với chủ. Thôi cả, không ăn nữa. Cả nhà, cả cửa, tao còn đứng 50. Không ăn hai con. Hả? Không ăn nữa. Sao không ăn? Về đó. Chém gió ghê cái gì, ngon mà. Nhìn này, nhìn mà. Béo ngậy. Một con ăn chục luôn. Hả? Ăn nó một con luôn. Một con á? Ừ. Ờ được, thì tao chọn. Ôi, anh chọn con đen hôi này thì hãy ăn nữa. Ôi, trưởng. Đấy, đen hôi mấy? Nhiều chim ấy. Không, chính con này lại ngon này, đây này, nhá. Chính con này mày không thấy nó kia ở đấy ở trong đúng không? Cái con kia nó ăn hôm qua ăn cái đấy nó thế đấy này. Ừ. Ăn đi đã. Mẹ con giấc. Chỗ em chọn này. Không. Em chọn này. Điên à, cầm tiền rồi. Đây. Cầm đấy. Ôi. Nó giống khỉn đấy. Chấm à? Chấm làm gì nó bơi từ lúc cái trong rồi. Chấm đi. Nước mắm này có ngon. Viên nước mắm nhà anh ngon cực ạ. À. Trả tiền đây. Ăn đi đây. Phải lấy tiền là. Chả ăn nữa đâu, anh đi mà ăn. Thôi tạo chị. Đấy, tạo quay ra đây.
xong nhé. Tao thấy người ta bảo thế, bạn cho bảo đặc sản, ai biết được. Hay là mình không biết ăn nó thế nhỉ, người ta biết thưởng thức khác nhỉ. Em thấy người ta nướng ấy, nướng ăn mà. Hay là chiên này. Ừ. Chiên quê và đây nướng hoặc là chiên. Chiên quê chiên. Chiên ăn này ăn được à? Nhốt nhiều nhiều ở trong bên trong như kiểu mù hút. Chị ngây ngấy á, bắt đầu ghê. Nướng đi. Chiên chiên nhé. Không ăn thế này được không? Bây giờ là phải đi chiên các bạn. Không thể nào. Nó ăn được một ít cho em 50. À, đây, ăn để nuốt tất nhá. Đi 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 xuống chiên này. Rồi, cầm một tay ra. Ừ, nhé. Chiên là phải chiên các bạn. Chiên chiên. Mẹ ăn rất tỏa cho bạn ăn đi. Điền, tiên lên ăn trong đó. Đó, các người sống. Sao người ta ăn ở trên kia ngon ấy nhỉ? Hay là con này con... Hay là con này con nuôi? Nó nuôi được con này không nhỉ? Ô, này! Nó đây đây! Là tao với mày ra cái rửa mắt. Con thay lai lại được một tí các bạn, 30 con. Vẫn trông rất kinh dị các bạn. Cho mọi người ăn thử. Ai làm ăn con này không? Hả? À, từ miếng? Hả? Ghê lắm. Ghê gì? Anh tiếp viên thấy lúc nãy cho mọi người thử ăn sống. Em thử coi đó. Ăn được loại nào không? Phương nào à? Ừ. Bố? Ừ. Có thử con. Dạ lên ngon lắm anh. Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn thử với em ngon lắm. Thật mà. Làm như thế này là ăn con nữa đi. Thật. Ăn vừa. Ngon không? Thế này ngon hơn thật không? Đúng rồi, như kiểu nước rửa đấy không ạ? Ngon lắm. Nước rửa. Thì nó toàn ăn rửa mà. Đúng rồi, như kiểu nước rửa ấy. Chúng có làm con không? Ngon lắm. Thôi em cũng thôi em chỉ... À đây cho thằng Mao Đệ thử. Ngon này ơi. Mao Đệ ơi. Nào. Ăn đi. Anh chưa làm ăn rồi. Em không ăn nữa đâu. Đi nào, thằng Đạt nó bảo ngon lắm. Ngon cứt. Ngon cứt gì, chán chín rồi. Ngon lắm, ăn ngấy ngấy như kiểu như ăn cái cùi dừa. Như kiểu ăn cùi dừa. Ngon lắm. Ngon lắm. Dạ. Đang thử con. Ê cha, lúc này ăn nó hay không? Kinh lắm. Cái loại này có bị dị ứng không nhỉ? Ngon lắm. Ngon luôn nhá. Ok các bạn, ngon. Nhưng mà mình không thích côn trùng lắm, sợ dị ứng. Thế này, mày làm gì đấy? Ông gà. Ông gà. Tao không thích hợp mắm côn trùng.